Em ơi, khi lựa chọn nghề nghiệp thì em quan tâm đến điều gì nhất? Em quan tâm mức lương. Còn em? Em quan tâm đến mức lương chị ạ. Còn em? Dạ em quan tâm mức lương chị ạ. Mức lương luôn ạ? Mức lương ạ. Thưa chị là mức lương ạ. Em quan tâm mức lương ạ. Như các bạn thấy đấy, hầu như chúng ta khi lựa chọn nghề nghiệp đều quan tâm đến mức lương, mức lương, mức lương và mức lương. Vậy với những các bạn lựa chọn nghề sửa chữa ô tô thì mức lương của các bạn sau khi ra trường là bao nhiêu? Hãy cùng Bảo Ngọc tìm hiểu nhé. Em chào thầy ạ. Hôm nay thì thầy có thể chia sẻ với mọi người về cái phần mức lương của các bạn học viên, đặc biệt cụ thể ở đây là học nội thất ô tô, sau khi ra trường thì các bạn sẽ có mức lương như thế nào ạ? Với cái nhu cầu hiện nay như cái ngành nghề nội thất, đặc biệt là trong trường nghề Thanh Xuân thì các bạn vào học nghề thì với cái mức lương mà khi mà các bạn sau khi mình ra trường, đối với học nghề ngắn hạn như ở tại trường này thì nó cũng phụ thuộc vào cái vấn đề mà các bạn kỹ năng tay nghề mà các bạn học được ở trong trường. Thì nhưng mà với cái kỹ năng này thì ở nhà trường đáp ứng cho các bạn là nắm bắt được kỹ năng cơ sở nghề để các bạn có thể ra đi làm việc. Thì với cái hiện nay thì chúng tôi dạy thì gần như là chúng tôi sau khi mà tham khảo hầu như các bạn cũng đều ra ngoài và đi làm, thì tùy theo cái gara sẽ trả. Thì hiện nay với mức tham khảo thì các gara thì với các bạn học viên ở đây ra đi làm rồi thì các thầy ở đây thì cũng đã tham khảo và giới thiệu cho các bạn đi làm để hỗ trợ cho các bạn mức lương dao động bây giờ đại bây giờ là từ 3 triệu cho đến 6 triệu sau khi ra trường và tốt nghiệp tại trường nghề Thanh Xuân. Và sau khi mà các bạn làm ở đó tầm khoảng 3 tháng rồi thì cái mức lương các bạn sẽ được thay đổi. Mới đầu ví dụ như mới đầu các bạn có thể là hỗ trợ 3 triệu thì sau 3 tháng thì có những bạn lên 5, 6 triệu luôn. Đấy. Và tùy theo đó là các bạn vừa làm cái về nội thất thì các bạn có bên cạnh đó các bạn làm cái về chẳng hạn như về kinh doanh về mặt hàng nội thất, bởi vì các bạn biết được cái cơ sở về cái cơ sở ngành, về những cái ngành nghề cái vật chất tiêu hao, về những cái dụng cụ về nội thất ấy, các bạn sẽ biết được tất cả những cái trang thiết bị đó thì các bạn có thể kinh doanh thêm vừa làm thêm về cái mặt hàng, thì cái mức lương nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Sau một năm, thường sau một năm thì gần như là tay nghề của các bạn làm về nội thất, nếu mà làm về độ hoặc là chăm sóc xe riêng liên quan đến nội thất thì gần như là cái mức lương của các bạn có thể là lên 8-10 triệu bình thường sau một năm. Đấy. Thì với một cái mức lương như vậy thì có những bạn thì là có thể sau 2 năm nữa thì các bạn có là về mức lương tay nghề cứng thì các bạn có thể là đứng độc lập và có thể làm chủ được đấy, sau 2 năm, thông thường là sau 2 năm, 3 năm. Và với cái kinh tế mà các bạn đã có vững chãi nữa kết hợp với cái tay nghề thì tôi cũng nghĩ rằng là tất cả mọi cái vấn đề sẽ được giải quyết khi các bạn đam mê nghề và yêu nghề và gắn bó với nó và làm nó thì không sợ gì. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Em chào thầy ạ. Thầy ơi, hôm nay thầy có thể giúp em chia sẻ với mọi người rằng là về cái mức lương về nghề sửa chữa ô tô, và cụ thể ở đây là với những người mà mình lựa chọn đi theo hướng là sửa chữa về máy gầm ô tô thì cái mức lương ra trường của mình là như thế nào ạ? Cái mức lương ra trường đầu tiên thì từ 1 đến 6 tháng thì khoảng từ 1 đến 5 triệu rồi là hỗ trợ cái tiền chi phí đi lại ăn ở thôi. Còn thì qua 6 tháng thì trở đi thì lương khoảng tầm 8 đến 10 triệu. Là hết năm đầu tiên đấy. Vâng. 8 đến 10 triệu. Và tùy theo của cái năng lực của từng người. Vâng ạ. Thì đến năm khoảng năm thứ hai trở đi thì khoảng tầm từ 10 triệu, hai thứ ba khoảng 10 triệu. Thì còn cái mức lương từ trên 10 triệu cho đến khoảng 15 triệu thì mất thời gian khoảng tầm 3 năm thì mới có mức lương được khoảng 15 triệu. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Em chào thầy ạ. Vâng, hôm nay thì thầy có thể giúp em chia sẻ với mọi người về cái phần mức lương của nghề sửa chữa ô tô, và cụ thể ở đây là với mảng điện ô tô hoặc điều hòa ô tô. Thì em cũng biết là thứ nhất là thầy vừa có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm ở tại trường cũng như là về giảng dạy về nghề sửa chữa ô tô. Ngoài ra thì thầy cũng có một mô hình kinh doanh về gara sửa chữa ô tô. Thì chắc là những chia sẻ của thầy sẽ rất là hữu ích đối với mọi người. Thì bây giờ thầy có thể gửi đến mọi người những chia sẻ về mức lương nhé. Xin chào các bạn nhé. Các bạn tức là khi mà học nghề thì bạn nào cũng quan tâm là khi ra trường rồi là cái thành công. Thành công là hai yếu tố là kỹ thuật, yếu tố thứ hai là thu nhập. Khi các bạn mới thành công với yếu tố kỹ thuật rồi thì các bạn mới nói đến chuyện thu nhập được. Thì cái thu nhập này thì nó tùy thuộc vào thời điểm, mình phải nói như thế. Nếu các bạn kỹ thuật rồi thì từng thời điểm công việc
Mà ví dụ như là các bạn mà làm một thợ sửa chữa thuần túy đi làm các xưởng, nếu các bạn làm tốt về điện thì thu nhập các bạn có thể là 15 đến 20 triệu tùy, đấy là thoải mái, không đấy là chắc chắn. Còn các bạn mà làm tức là đứng lên làm, tức là các bạn làm chủ mở một cơ sở kinh doanh thì việc điện thì phải nói là ít hơn việc máy gầm đấy, nhưng mà lúc nào nó cũng có việc đến cái việc thu nhập cũng ổn định. Thế vậy đối với nghề sửa chữa ô tô ấy, tức là các bạn phải thành công về kỹ thuật đi áng rồi các bạn mới nói đến chuyện kinh tế đấy, nhưng mà có thu nhập thì nếu mà các bạn cứng mà đi, tụi mình cứ được gọi là đi làm cùng anh em đấy, thì các bạn có thể là 10, 15 triệu nên là bình thường. Em cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Vừa rồi chúng ta cũng đã được lắng nghe một số chia sẻ đến từ các thầy giáo khoa sửa chữa ô tô của trường dạy nghề Thanh Xuân. Và các bạn cũng đã có một số thông tin cơ bản về mức lương của nghề sửa chữa ô tô sau khi ra trường rồi đúng không ạ? Chúc các bạn sẽ sớm thành công với sự lựa chọn của mình nhé. Còn hiện tại trường dạy nghề Thanh Xuân của chúng ta đang đào tạo các phần về nghề sửa chữa ô tô như là điện ô tô, điều hòa ô tô, máy gầm ô tô hay nội thất ô tô. Các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp của mình với nghề sửa chữa ô tô tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Và vẫn như thường lệ, nếu yêu thích những video của Bảo Ngọc, hãy ủng hộ Bảo Ngọc bằng like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.